điểm số là Duy là đánh 21 điểm và Phương đánh 24 điểm. Một điểm.
trắng. Một. Thank you.
2. Trắng 2 điểm. Rồi, nghỉ như bao 5 phút. Dạ, xong. Cái cậu. Rồi, trận đấu tiếp tục. Đến lượt cơ của biên bàn. Bắt đầu. Vàng không. Trắng 4. Trắng 1. Vàng không. Trắng 3. Hãy bắt đầu lấy một trăm ba chỉ còn hết chứ còn để sao còn trò nhé. Mà nói là thải không có học thêm sao đã có thải bốn con trái luôn rồi thì bốn con trái trắng 3 điểm. Trắng 1. Trắng 2.
trắng 2 điểm. Vậy đang muốn có một cầu bên tại là nhập mười lấy trăm triệu luôn. Chiến một cầu cao quá mà bữa đã đi xuyên trong ai về về đây luôn. Đang thắng được không chung? Ừ. Ba. Ừ. Mà bên tại cũng đầu, mà bên tại đi cơ 10 cũng mua vui. Kết thúc bàn thắng thuộc về cơ thủ Quỳnh Phương.